Xin chào các em, cô là Miss Lan. Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 3, Unit number 3, có tựa đề là My Friends, những người bạn của tôi. Cô xin mời chúng ta lật sách ra trang số 26. Và mở đầu cho phần Getting Started ngày hôm nay, chúng ta sẽ luyện kỹ năng nghe và đọc. Có bao nhiêu bạn nhỏ? Yes, 4 bạn, 4. Và 2 bạn nam, 2 bạn nữ. Bạn đeo kính, tóc xoăn, mặt phông. Đây là Nam, đây là Mai. Ba bạn này biết nhau, đây là Châu, đột nhiên bước tới. Đó là vì sao chúng ta có cái tựa đề đó là A Surprise Guest, một vị khách bất ngờ. Picnic, danh từ, là một cái cuộc đi chơi. Pass là động từ, hay là truyền. Pass cho tôi cái bánh quy, là đưa cho tôi cái bánh quy đi. Biscuit là cái bánh quy đấy. Magazine là tạp chí, báo. Glasses là cái mắt kính. Long black hair, tóc đen dài. Come over nghĩa là đến chơi. They are coming over, họ đang đến chơi. Trước khi nghe và đọc thì chúng ta hãy đọc câu hỏi xem mình cần tìm thông tin gì. Phong and Nam are having a 14 is Phong's. Phong and Nam see. Châu has. Mai and Châu. The bookshop. That was a great idea, Nam. I love picnics. Please pass me the biscuits. Sure. Here you are. Thanks. What are you reading, Phong? 14. It's my favorite magazine. Look, it's Mai. And she's with someone. Oh, who's that? She has glasses and long black hair. I don't know. They're coming over. Hi there. This is my friend Châu. Hi, Châu. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Would you like to sit down? We have lots of food. Oh, sorry, we can't. We're going to the bookshop. Bye for now. Bye bye. Các em có trùng khớp với đáp án của cô hay không? Chúng ta sẽ học về cách mô tả ngoại hình của một người. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu vào quá trình mô tả thì mình phải học từ vựng những bộ phận ở trên cơ thể. Các em có trùng khớp với đáp án của cô hay không nè? Bây giờ cô xin mời chúng ta cùng nghe và lặp lại. Eye. Nose. Shoulder. Hand. Leg. Hair. Cheek. Mouth. Arm, foot. Tóc nó không có quắn, nó chỉ là gợn sóng thôi. Thì chúng ta có wavy, wavy hair, yes. Còn nếu mà tóc nó không có xoăn, tóc thẳng thì chúng ta có tính từ đó là straight hair. He has glasses, big eyes, and short black hair. Is that Phong? Yes, that's right. Và khi các em làm việc theo cặp trong lớp á, thì có thể nhìn cùng bức hình và làm như cô vừa hướng dẫn. Tiếp tục ở phần A Closer Look number 1, cô xin mời chúng ta lật sách ra trang số 28. Và sẽ học từ vựng về personality adjectives, là những tính từ chỉ tính cách. Nhìn vào bức hình thì chúng ta có thể thấy cái tính chất nó lộ ra. Trước khi cô cho chúng ta xem đáp án thì hãy nối 1 với 5 vào bức hình từ A đến Y nhé. Một người mà chăm sóc người khác tốt thì cái người đó có cái tố chất gọi là săn sóc. Thì chúng ta có cái tính từ là caring. Thường mình nói về mẹ của mình, mẹ mình rất là caring. Hay chăm sóc người này, hay chăm sóc người kia.
active, năng động. Tối như thế này 11 giờ rồi mà còn thức như thế này học bài, rất là chăm chỉ. Hard, cực lực, working, làm việc cực lực, chăm chỉ trong tiếng Việt mình ạ. Chú Hề thì như thế nào? Thường là đi với tính từ hài hước, funny. Và đứng thuyết trình như thế này, nhìn mắt rất là tinh anh, tự tin, confident. Cô xin mời chúng ta cùng nghe và lặp lại. Caring, caring. Active, active. Hard working. Funny. Confident. Confident. Pictures. Chúng ta có draw. Đừng đọc draw. Draw là vẽ. Vẽ tranh. Draw pictures. Đi sau like nên chúng ta sử dụng verb in. Drawing pictures. Chúng ta có new ideas. Những ý tưởng mới. Một người mà thích vẽ tranh và có những ý tưởng mới thì các em nghĩ là từ nào? Sáng tạo, creative, là sáng tạo. Helping his friends, giúp đỡ người khác. Một người mà hay giúp đỡ người khác thì người đó như thế nào? Tốt bụng. Kind. Yes. Meeting new people. Một người mà thích, mình dùng meet là tại vì đi sao like kìa. Một người mà thích gặp người mới thì người đó như thế nào? Rất là thân thiện, ai cũng bắt chuyện được hết á, rất là friendly. Yes, pay attention. Chúng ta có pay attention to, có nghĩa là để ý, chú ý. Pay attention to, chú ý what she's doing, cô ấy đang làm. Một người thì luôn để ý tới cái gì mà cái người đó đang làm thì người đó rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận. Làm cái gì cũng để ý mình đang làm cái gì. Rất là cẩn thận nha. Rồi. Chúng ta có learn things quickly and easily. Học. Những cái học mọi thứ rất là nhanh và dễ dàng. Ở đây chúng ta có trạng từ quickly và easily là bổ nghĩa cho động từ learn. Làm rõ nghĩa cho động từ learn. Trong tiếng Anh thì trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Một người như thế nào khi mà cái người đó học rất là nhanh và học rất là dễ dàng. Người đó rất là khéo léo. Khéo léo, các em cẩn thận phải hiểu chính xác nha. Chúng ta có từ clever. Trong tiếng Việt thì mình hay nói là khéo léo, nhưng các em phải biết là khéo léo. À, đó là một người là thông minh, học cái gì cũng nhanh hết. Chúng ta có từ clever bằng nghĩa từ smart và intelligent, là thông minh đấy. Ok, bây giờ cô xin mời chúng ta cùng nghe và lặp lại. Creative, creative. Kind, kind. Nhớ là kind, nó có âm n nha, nd. Kind, kind. Friendly, friendly. Careful. For, u ngắn là careful. Clever, clever. Cô xin mời các em nghe và lặp lại. Mina is very creative. She likes drawing pictures. She always has lots of new ideas. Nam is kind. He likes helping his friends. Minh Đức is friendly. He likes meeting new people. Kim is very careful. She pays attention to what she's doing. Mai is clever. She learns things quickly and easily. Cô giáo sẽ phát cho các em một cái bông hoa có bốn cánh và một nhóm bốn người. Trong bốn người sẽ có bốn bạn. Các em tự làm ở nhà trước, các em xem là trong lớp mình ngồi kế ba bạn nào. Rồi, các em hãy suy nghĩ xem ba bạn đó có tính cách như thế nào, bao gồm cả tính cách của mình. Hãy dùng hai tính từ để mô tả về ba người bạn ngồi kế mình. Thực tự thực hiện. Sau khi các em viết ra xong rồi thì các em có thể tự nói trước
trước khi mình vào lớp mình chia sẻ. Nhóm của mình có 4 người. Bạn tên là Minh thì bạn sẽ nói như thế nào? Hi, my name is Minh. I'm kind and funny. My classmates are Lan, Anne, and Joe. Lan is kind, creative. Anne is careful and friendly. Joe is clever and funny. Đó là cách mình present cái thông tin những thành viên trong nhóm của mình. B and P. Chúng ta có B là âm rung, P là âm không rung. Âm không rung, P hơi dâng ra rất là nhiều. Nó cũng dễ phát thôi đúng không? Các em chú ý, B giống chữ bò của tiếng Việt, P thì tiếng Việt không có. Chúng ta bật hơi ra, P là âm không rung. Bây giờ cô xin mời chúng ta hãy nghe và khoanh tròn cái từ mình nghe được. One, pig. Two, pear. Three, by. Four, rope. Các em có trùng khớp với đáp án của cô hay không? Bây giờ chúng ta cùng nghe và lặp lại nhé. Bật hơi ra. Pig. Pear. Ở đây mình không có đọc là peer nha. Pear. By. Bay thì không có bật hơi. Rope. Đứng tận cùng thì phải bật hơi. Rope. Đây là một ô. Rope. Yes. To. Con heo. Con gấu. Quả lê. Mua. Cái bánh. Áo choàng dây. Dây thừng. Thế chúng ta phát âm khác nhau, nó cũng sẽ cho nghĩa khác nhau. Rất là dễ. Các em chỉ cố gắng phát âm chuẩn là được rồi. Chứ nó không có giống nhau đâu ha. Khi các em phát chuẩn thì từ nào nó ra từ nấy, chứ nó không có khó. Mình viết tắt như thế này thì mình sẽ đọc là we're. Picnic. Picnic. Ok. Playing. Playing. Playing, playing, bring, bringing, bringing, biscuits, biscuits, yes, okay. Bây giờ cô xin mời chúng ta cùng nghe và lặp lại theo điệu nhạc nhé. We're having a picnic. We're having a picnic. Fun, fun, fun. We're bringing some biscuits. We're bringing some biscuits. Yum, yum, yum. We're playing together. We're playing together. Hurrah, hurrah, hurrah. Tiếp theo phần A Closer Look number 2, chúng ta sẽ học chủ điểm ngữ pháp The Present Continuous. Các em đã được học qua rồi, chúng ta có Continuous là tiếp diễn, Present là hiện tại, thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta luôn thấy sự xuất hiện của động từ To Be và động từ thêm in. Đây là câu khẳng định, chủ từ động từ To Be. Đây là câu phủ định. Câu phủ định thì có cái gì? Not. Các em nhớ không? Đối với câu hỏi có không thì đem động từ to be ra ngoài. Và người ta hỏi có động từ to be thì mình phải trả lời với to be tương ứng. Sẽ thấy sự xuất hiện của các từ làm cho chúng ta hiểu rõ đó là cái thời gian hiện tại, đó là bây giờ, now, at present, tại thời điểm hiện tại, hoặc là at the moment, trong giây phút hiện tại. Yes. Chúng ta thấy động từ là talk. Họ đang nói chuyện đúng không? Thấy đây là câu khẳng định rồi. She is talking to Mai.
number 1 to number 5. Tiếp tục là bài tập số 3, từ hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ tập cách viết câu hỏi sử dụng hiện tại tiếp diễn. Có đang không? Ví dụ như your sister making a cake, thì mình sẽ hỏi là is your sister making a cake? Mình đem động từ to be ra ngoài. Nếu mà có thì mình trả lời yes, nếu mà no thì mình trả lời là, nếu mà không thì mình sẽ trả lời là no. Tương tự các em sẽ viết câu hỏi và câu trả lời từ số 1 cho đến số 5 mà trước khi chúng ta xem đáp án nhé. Các em có trùng khớp với đáp án của cô không? Ta sử dụng hiện tại đơn để nói về sự thật. Bởi vì nó là sự thật nên nó thường xảy ra hoặc là nó cố định, có đúng không? Thì chúng ta sử dụng hiện tại đơn. Trong khi đó, mình sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói cái gì đó. Nó đang xảy ra thôi, đúng không? Thế dựa vào ý nghĩa thì mình sẽ có thể dễ dàng phân biệt được hai thì này. Để giúp cho chúng ta phân biệt được hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, cô xin mời chúng ta hãy làm bài tập số 4. Nếu các em làm đúng bài tập này thì các em đã hiểu về sự khác nhau giữa hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn rồi đấy. Còn nếu các em sai thì hãy xem lại vì sao mình sai nhé. Cô đang làm gì đây? Các em đoán cô đang đọc sách thì các em sẽ hỏi như thế nào? Bạn đang đọc sách phải không? Are you reading? Yes. Nếu mà cô đang đọc, cô làm mà các em nói đúng rồi đấy thì cô sẽ nói là yes I am. Đoán xem. Đúng rồi. Các em sẽ hỏi are you drinking? Yes I am. Rồi bây giờ các em có thể tự chuẩn bị, sau đó vào trong lớp dùng hành động mô tả hành động mình đang làm, không nói đó là hành động gì, xem bạn của mình á có đoán được hay không, và các em thay phiên cho nhau sử dụng thì hiện tại tiếp diễn giống như trong những cái mẫu câu này, được chưa? Rồi hỏi asking about appearance and personality, và hỏi về ngoại hình và tính cách. Chúng ta có appearance là ngoại hình và personality là tính cách. What does your best friend look like? Yes. Câu này có nghĩa là gì các em? Chúng ta có look là trông đúng không? Like lúc này không phải thích. Like lúc này là như thế nào? Look like là trông như thế nào? Các em nhớ phát âm chữ k nha. Trông như thế nào gì? Thì lúc này mình dùng what với look like nó đi chung á, có nghĩa là trông như thế nào đó. Các em nhớ dùng cô nha. Thì mình hỏi look thì vẫn là động từ thường nên thành ra mình vẫn sử dụng trợ động từ does đi với best friend là ngôi thứ ba. What does your best friend look like? Yes, đó. Thì mình trả lời về ngoại hình thì mình sẽ nói như thế nào? Tính từ short, tính từ ha. Còn mà sau with là giới từ thì sau with mình được sử dụng danh từ. Ha, danh từ lúc này là hair nè. Nhưng mà hair như thế nào thì mình được sử dụng tính từ trước danh từ. Bởi vì ở đây mình được coi như là một cụm danh từ. Thì chúng ta thấy là độ dài của tóc nó sẽ đi trước, rồi sau đó tới màu sắc của tóc. Các em nhớ nha. Rồi mình sử dụng từ từ mình quen thôi. She's short, cô ấy thì thấp người với cái mái tóc đen. Thì mình có thể dùng để mô tả về, you know, like mình có thể sử dụng động từ to be để mình mô tả về hình dáng, hoặc mình có thể sử dụng động từ have là có để mình nói cái người đó họ sở hữu cái gì trên cơ thể của họ. Rồi, các em xem Linda hỏi tiếp là what's she like. Thì lúc này các em thấy like lúc này cũng không phải là thích, mà like lúc này nó không có đi với look. Look là nhìn. Thì look like thì mới hỏi về ngoại hình. Còn nếu không có look mà chỉ có like thôi đi với what, thì what's to be với like là hỏi về tính cách. What's he like? Anh ấy như thế nào? What's she like? Là hỏi về tính cách bên trong. Thì các em hãy xem khi mà My trả lời về tính cách bên trong thì My nói như thế nào. She's very kind. Chúng ta có tính từ kind đứng sau to be. Creative.
là về sáng tạo thì đứng sau động từ to be. Thế chúng ta có thể sử dụng động từ to be là tính từ để mô tả tính chất của một người. Mình học về từ vựng về tính cách và ngoại hình rồi, phải không các em? Yes, bây giờ cô xin mời chúng ta cùng nghe và lặp lại. What does your best friend look like? What does your best friend look like? What's she like? What's she like? Các em có thể chuẩn bị câu trả lời cho hai cái câu này và có thể tự hỏi, tự trả lời. Ví dụ như các em hỏi cô là Lan, what does your best friend look like? Thì cô sẽ nói là she is tall with short black hair. She has bright brown eyes. What's she like? She's very kind and clever. Thì em cũng chuẩn bị như vậy rồi tự hỏi, tự trả lời. Và vào lớp thì luyện với bạn của mình nha. Chúng ta có date là ngày tháng, birth là sự sinh ra đấy. Đó là vì sao các em có cái bài hát Happy Birthday, đó là cái sự ngày sinh ra hạnh phúc ấy. So date of birth là ngày sinh, mình sẽ thấy cái này rất là nhiều trong những cái form điền thông tin về ngày sinh đúng không? Và personality là tính cách. I live in Đà Nẵng, at home. I can do my homework without my parents. Help. Help, lúc này là danh từ. At school, I like speaking English. I'm going to an English club now. Dựa vào ý nghĩa của bài này, các em hãy sử dụng một hoặc là hai tính từ mà các em nghĩ bạn này có cái tính chất như thế nào. Hãy đọc về John. I come from Cambridge. In my free time, I draw pictures and play the piano. I also help some old people near my house. I usually read to them at the weekend. Now, I'm drawing in my garden. Các em nghĩ những cái tính từ nào mô tả về bạn John dựa thông tin mà chúng ta vừa đọc? Có thể làm bài tập mà không có cần sự giúp đỡ của bố mẹ. Cô nghĩ bạn này thông minh đấy. Clever. Thích nói tiếng Anh và thường đi tới câu lạc bộ tiếng Anh. Cô nghĩ bạn này tự tin á. Confident. Một người có tố chất hội họa thì đầu óc của họ rất là sáng tạo. Cô nghĩ là bạn John rất là creative. Thường giúp đỡ người già gần nhà và thường đọc sách cho họ vào cuối tuần. Rất là tốt bụng. Kind. Bạn này sinh vào ngày 7 tháng 12. Yes. 7 tháng 12. Bạn Vinh là 7 tháng 12. Thì rơi vào đây. Clever and confident. Rồi, cô đoán chính xác rồi. Cô thấy bạn John này sinh ngày 26 tháng 2. 26 tháng 2 thì nó rơi vào đây. Oh, tốt bụng. Creative. Chính xác với những gì mà cô đoán. Bây giờ cô viết trước rồi các em bắt trước theo nha. The 4th of October. Cô viết ra chữ như thế này luôn ha. Thay vì viết như thế này thì các em không biết đọc như thế nào. My birthday is... Ok, khi mà đi với ngày tháng thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ on nha các em. U mạnh có nghĩa là sự thật rằng. Thì sau này là một cái câu ha. Thì để cô coi xem là ngày 4 tháng 10 của cô thì nó rơi vào ngày 4 tháng 10 thì một số 4 nó mô tả là creative and friendly. Cô thấy là nó chính xác. It is true that I am a creative and friendly person. Ở đây cô dùng là có từ person là người, nên ở phía trước này cô dùng a là danh từ. À, tính từ là đứng trước danh từ. Còn nếu các em chỉ dùng tính từ thôi thì các em không có dùng không có dùng person nha. Các em chỉ nói I'm creative and friendly. Nhưng cô muốn dùng cái này cho nó hay chút. Còn nếu các em thấy trong cái mục số 4 á, nó mô tả không có giống thì các em sử dụng là it isn't true that. Rồi các em nói lại một cái câu ở trong cái mục số 4. Nó không có thật là như vậy. Còn đối với cô thấy nó đúng. Ok, và bây giờ cô sẽ share với cả lớp của cô là Hi everyone, my birthday is on the 4th of October, and it's true that I'm a creative and friendly person. What about you? Được không? Rồi, các em cũng làm tương tự như vậy. Luyện tập một mình rồi sau đó chia sẻ với bạn của mình và xung phong phát biểu nha. The superb. Chúng ta có the superb summer camp. Đại hè. Xuất sắc. Chúng ta có tính từ superb. Nó có nghĩa là excellent, tuyệt vời. Yes.
Nó thì cho những cái đứa trẻ. Chúng ta có sử dụng từ aged. Yes, aged. It's for kids aged between 10 and 15. Yes, có đúng không nào? Các em thấy không? Khi mà mình mô tả về một cái hoạt động thì các em thấy là luôn luôn sẽ có động từ nha. Play sports and games. Draw pictures. Play music. Learn life skills. Go on field trips. Các em nhớ những cái động từ này nó đi với những cái danh từ để mô tả về hành động hoạt động nha. Bạn nam tham gia vào trong cái trại hè này. Và bạn nam viết thư về cho bố mẹ. Chúng ta hãy cùng đọc cái bức email của bạn nam và trả lời câu hỏi from number 1 to number 5 đúng là true và sai là false. Các em đọc và trả lời trước khi các em xem đáp án nhé. Number 2, Nam has 4 new friends. False. Why? Because Nam has 3 new friends. Jimmy, Phong, and Nhung. Phong likes taking photos. False. Jimmy likes taking photos. Nam thinks Nhung is kind. True. The children can speak Vietnamese at the camp. Everything here is in English. Fonts. To be, động từ to be. Rồi mình có từ suitable là thích hợp for cho ai đó. Cứ nghĩa là mình thấy là phù hợp, thích hợp trong tiếng Việt ấy. So, cái trại hè tuyệt vời này thì có phù hợp cho all of them, ba bạn này hay không? Tại sao? Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đọc nhé. May is 12 years old. She likes drawing and writing stories. She's good at English. She's creative and friendly. I think me suits the superb summer camp. Let's read about Anne. Anne is 16 years old. He doesn't know English. He's funny and kind. Do you think that the superb summer camp is suitable for Anne? No, I don't think so. Why? Because he doesn't know English. But at the summer camp, you have to speak English only. V is 14 years old and she likes playing sports. Her English isn't very good. She's clever, but she isn't active. Yes, I think that the camp is suitable for her. So các em có thể bấm dừng và học thuộc những cái mẫu câu mà cô cho như thế này, hoặc các em có thể chỉnh sửa lại theo cái cách của các em, nhưng mà đảm bảo sao là nó không có sai, và các em học thuộc lặp đi lặp lại, cố gắng phát âm cho chuẩn để vào lớp có thể tự tin chia sẻ với bạn của mình, hoặc là tự tin nói tiếng Anh trong lớp với giáo viên của mình nha. Thì đây là cái kỹ năng mình luyện nói. I want to go to this camp because I can speak English there. Các em có thể học thuộc cái câu này. Những cái students này thì đang làm cái gì? What are they doing? Chúng ta sẽ nghe, chuẩn bị nghe My và Minh nói về những cái người bạn thân của họ. Và hãy nhìn vào hai bức hình này và lắng nghe xem là ai là Lan và ai là Chi. My best friend is Lan. She studies with me in class 6A. She's tall and slim. She has short black hair and a small mouth. She's very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she's playing football over there. Chi is my best friend. We're in class 6B. She's short with long black hair and a big nose. I like her because she's kind to me. She helps me with my English. She's also hard working. She always does her homework before class. Look, she's going to the library.
This is Lan and this is Chi. Chúng ta sẽ chuẩn bị nghe lại một lần nữa và điền vào chỗ trống. Chúng ta hãy cùng nghe lại và điền vào chỗ trống nha các em. My best friend is Lan. She studies with me in class 6A. She's tall and slim. She has short black hair and a small mouth. She's very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she's playing football over there. Chi is my best friend. We're in class 6B. She's short with long black hair and a big nose. I like her because she's kind to me. She helps me with my English. She's also hardworking. She always does her homework before class. Look, she's going to the library. Các em có trùng khớp với đáp án của cô không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại toàn bộ cái đoạn nghe này nhé. My best friend is Lan. She studies with me in class 6A. She's tall and slim. She has short black hair and a small mouth. She's very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she's playing football over there. Đây là phần nói của mình nói về chị. She is my best friend. We're in class 6B. She's short with long black hair and a big nose. I like her because she's kind to me. She helps me with my English. She's also hard working. She also does her homework before class. Look, she's going to the library. Sẽ không có từ nào mới hết. Thì đây là cách của bạn My và bạn Minh nói về một người bạn thân của mình. Các em có bắt chước được hay không? Cô xin mời chúng ta hãy nhìn vào phần writing mục số 4 trang số 33. Ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là What's his or her name? Bạn thân của mình tên gì? What does he or she look like? Anh ấy, cô ấy trông như thế nào? Mô tả về appearance. Number 3. What's he or she like? Anh ấy hoặc cô ấy tính cách như thế nào? And number 4. Why do you like him or her? Tại sao, tại sao bạn thích người bạn thân đó của mình? Sau đó cô sẽ học thuộc cái này. Và cô sẽ nói lại. My best friend is Hậu and she studies with me in class 6B. She is tall and slim. She has short black hair and a small nose. She is very clever and kind. I like her because she is kind to me. Được không các em? Các em sẽ chuẩn bị trước. Rồi sau đó các em học thuộc và nói đầy đủ bốn ý này. Thì tương tự như vậy, các em đã nói như thế nào thì mình sẽ viết lại như vậy. Viết đơn giản như vậy thôi. Mục số 4 chúng ta nói như thế nào thì mục số 5 chúng ta viết lại như vậy. Viết nhật ký. Các em có viết nhật ký không? Những cái mà mình đã viết rồi ở phần mục số 4, chú ý dấu chấm câu và viết cho đúng chính tả nha các em. Các em có thể tự làm trước khi mình xem đáp án nhé. Các em có trùng khớp với đáp án của cô không? Các em có thể bấm dừng và lặp đi lặp lại những câu này cho đến khi mình tự tin nhé. Câu 2 này, answer questions about your classmates. Trả lời những câu hỏi về người bạn của mình. Mình đã vừa làm rồi. Who has long black hair in your class? Ví dụ như mình nói bạn Châu has long hair in my class. Who has a small nose? Ai có cái lỗ mũi nhỏ? Ví dụ như Hậu has a small nose. Mình nhớ về cái người bạn của mình. Who has a round face? Nhi has a round face. Does the classmate next to you have long hair? Cái người bạn ngồi kế mình nè, có tóc dài hay không? Có thì mình nói là yes, she does. Còn no thì mình trả lời sao? No. Okay, no, she doesn't. Được không? Đó.
Does your classmate next to you have big eyes? Người bạn ngồi kế bên mình có mắt to không? Tương tự như vậy. Có thì mình trả lời yes, không có thì mình trả lời no. Mô tả hoạt động trong lớp đang diễn ra. Reading a book. Kim có trùng khớp với đáp án của cô không? Đọc lại đoạn văn này, cố gắng phát âm chuẩn. Từ nào không biết thì tra từ điển ha. Tiếp tục thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn phân biệt. Hãy làm bài tập sau đây để phân biệt là sự khác nhau giữa hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì mình để nói về sự thật, còn hiện tại tiếp diễn thì mình nói về hoạt động đang diễn ra. Em có trùng khớp với đáp án của cô không? How to make a class yearbook. Phần này thì giáo viên trong lớp sẽ hướng dẫn các em nhé. Unit number 3 này cô đã dạy các em về từ vựng, về cơ thể người, hình dạng cơ thể người và hình dáng, mô tả bên ngoài và tính chất, tính cách. Cách phát âm b và p như thế nào? Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để mô tả hành động đang diễn ra. Đặt câu hỏi để hỏi về hình dạng và tính cách. Luyện đọc về những người bạn và trại hè. Luyện nói về những người bạn và trại hè. Nghe về người bạn yêu thích nhất của mình. Và viết nhật ký về người bạn mà mình yêu thích. Đó là tất cả nội dung cô đã hướng dẫn.